Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án gây dối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ để điều tra hành vi bắn pháo sáng trên sân hàng đẫy khiến một cổ động viên nữ bị thương nặng ở chân. Công an quận Đống Đa chỉ đạo đội cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai của các nhân chứng và những người liên quan, đồng thời lập nhiều mũi truy tìm nhóm thanh niên đốt pháo. Lực lượng chức năng triệu tập 14 cổ động viên người Nam Định để lấy lời khai, sau khi xác định được người đốt pháo sáng sẽ căn cứ vào hành vi hậu quả để có các biện pháp tố tụng theo quy định. Trước đó vào tối ngày 11 tháng 9, trong trận bóng đá vòng 22 V League 2019 giữa câu lạc bộ bóng đá Hà Nội và câu lạc bộ Nam Định, vào đầu hiệp 2, pháo sáng được bắn từ phía khán đài của cổ động viên câu lạc bộ bóng đá Nam Định, khán đài B sang phía khán đài A câu lạc bộ bóng đá Hà Nội một cổ động viên nữ của câu lạc bộ bóng đá hà nội đã bị pháo bắn trúng gây thương tích nặng ở chân và được lực lượng công an đưa đi cấp cứu